Rồi ba anh em bên chào cả nhà nha. Sáng nay hai anh em bên dẫn cái nhà đi thăm chuột nha, chuyện qua của mình với bếp. Vô hả? Coi cẩn thận nha. Có đồ chơi rồi hay ơi. Chuyện qua của mình với cô bé có gì hả? Gì hả? Tôi nghe gì con? Tôi nghe. Đâu rồi? Con nè. Chụp cái đầu nó chú Phê, chụp cái đầu nó chú Phê. Bỏ mạnh vô, bỏ mạnh vô. Ừ, sao nó chui ra được hay vậy? Rồi, buông. Ôi bự vậy hả? Nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt rồi. Ôi. Chứ to luôn cả nhà ơi. Nó dưới rồi, nó bị kẹt rồi. Ở nó chui ra luôn. Cái bẫy nó chui ra, cái bẫy quá trời xấu luôn. À. Phải hãy con nói chú Kha đúng không? Đúng rồi. Cái này này là vì cái bẫy chuột vô ấy. Rồi vô. Rồi trời vô đi tính gì tính. Em nói rồi, mấy cái lồng này là hay nè, cái bao. Tại vì mấy cái lồng cũ lắm cả nhà. Anh em bên đặt mấy cái lồng cũ, còn ở trên bờ trên kia có mấy cái lồng mới anh em bên mua hôm trước nữa. Bữa nay thì hai anh em thăm đi nha. Tối hai anh em đặt thì hai anh biết, từ từ chạy hay đi cho với. Ôi, có. Có luôn hả? Có mình ơi. Gì hay vậy? Hên dạ. Ôi, chắc này. Cái này. Còn này bự hơn con này nữa Minh ơi. Hay. Của mình né còn né. Rồi này cái nhà trời chà bá luôn. Coi chừng cái lồng nghe Minh nó còn nó hư đi Minh. Không cái lồng này ngon chú ơi. Rồi nghe coi. Cho vô luôn. Từ. Đưa lên chú Minh quay cho cái nhà xem cái. Ôi đây đùng ngoe em nữa này cả nhà ơi. Vô. Ơi đã vậy ta. Bỏ thu rồi. Hai cái luôn cái nhà mới khi tương hai cái hai con luôn. Còn mấy cái nữa, ở đây còn mấy cái nữa. Đầu tông này chứ, lúc này cũng có biết sao, đây mới rồi cắt cỏ. Mày còn mấy cái nữa? Còn 4-5 cái rồi. Ở đây hả? Dạ. Ồ, đây hả? Cái lồng nhỏ mày dính, ghê. Thôi nó là lồng nhỏ, cái đậu nó kẹt cái đít lại đó. Đâu đây nè. Hai cái đầu tiên là hai con luôn cái nhà ơi. Không nhớ nữa. Trời, hai thằng đặt. Ôi đây nè, phía sao đem giấu. Nè. Ừ đúng rồi. Nó vô cắn như người không? Được hả? Đổ ra. Hai cái, hai con. Chà bá luôn á. Ồ, vậy nay có mồi nữa rồi. Nay có mồi nữa rồi. Tự vô chui ra. Ồ, nó ăn ngói tài luôn, kéo cỏi cho nó ăn nữa kìa. Nhiều khi bự quá không vừa nữa con ơi. Không sao không sao. Nó rập đít á, rập đít á. Mình còn 6 cái lớn nữa. Cái này là mà chỉ đặt là mình để đặt hên xui nè. Đây biết đây chuột lớn mà lấy cái lồng nhỏ nè. Thì mình cũng dính được hai con. Cái dính lồng. Rồi được hai con rồi cái gì ơi. Quá đã, 6 cái bẫy mà được hai con. Ủa? 6 cái bẫy chứ. Đây cái bẫy. Bẫy là hồi lúc trước này anh em bên mua cái bẫy này lâu lắm rồi mà đặt chuột dừa cái nha. Chuột dừa. Bẫy này bẫy chuột dừa. Mình còn 6 cái chai lớn nữa. 6 cái bẫy lớn hồi lúc trước anh em mình đặt cống nhùm nữa. Rồi tên bà cỏ này là hôm bữa anh em bên đi cắm câu của cái nhà nên anh em bên thấy cái đường đi chuột rất là nhiều luôn. Lỗ hang cũng nhiều lắm. Nên anh em bên hôm nay đem bẫy lên đây nè. Đây nè. Đây. Ơi gọi cắn gớt là sao luôn rồi. Đâu? Nè chú Win. Ồ. Ha kìa đây kìa. Quá, tội cho bá luôn cái nhà ơi. Con này con chuột này nó già tới luôn rồi. Cái lồng hương bên liệt sĩ nữa rồi. Cái này cái nhà một em nữa cái nhà ơi. Cho vô luôn rồi. Con này nó bự nhất luôn con này em. Cho chắc cho vô đi. Ê, đã chưa. Cẩn thận cẩn thận nha. Còn con ở dưới đó nè. Rồi hiếu quá. Này cái nhà con mấy cái bờ này nè. Đường chuột đi thấy ham lắm. Nè chú Yên nó đi nè chú Yên. Quá tội luôn đường à. Đi tống lậu tống vơ tống lắc luôn nè. Đã ghê luôn á. Thôi còn mấy cái nữa phải không? Còn mấy cái nữa. Quá tội lắm có cái nhà. Giờ thì tới còn như 3 cái nữa phải không? 3 cái còn lại của cô béo. Rồi nó 2 cái béo cái lồng rồi. Ghê vậy mày. Trời ơi. Gì vậy? Cái bọt này nó không dính. Nó hai cục mồi cái tới đây luôn. Đeo lồng vậy? Có lồng không? Không thấy lồng. Mà nó hai cục mì ra nó nằm tới đây luôn nè. Không sao vậy, nó hai cục mì ra chán gớt á. Dặn luôn.
Đâu? Bà ơi, gọt nữa. Sao không dính là sao? Bà ơi. Chị á. Gì vậy? Con có lâu không chưa nè? Kỳ á. Ôi. Chưa gắn rồi. Giận luôn. Chưa gắn có em mày. Vô anh. Ủa con cảm. Không trái nữa. Cái gì mà gắn mối vô không? Ủa cái này không dính rồi. Ờ không dính rồi, cù hay mì đâu. Gì vậy? Con tay cù hay mì luôn rồi. Rồi chú không cái tay nghề rồi. Vài cái của vừa bé hôi dính rồi kia nhà ơi. Có mấy cái của mình dính được. Đồng một con luôn. Lê 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 lê. Thôi chứ được không anh em. Mình hôm nay cũng được ba con, ba thầy trò. Mình là hơi bị mập mì đó. Một cái con quá bự luôn. Hai cái bật không dính, còn cái bật ở gần cái thì mất luôn cũng mì, phải mì luôn. Vậy lại vô nó hai con mì với cả nên đi ăn rồi á. Thôi về thôi, về thôi, kệ, được nhiêu hay ăn nhiêu. Mà được ba con cho bái là mừng lắm rồi. Ba con, ba anh em mình. Ok ha, bye bye. Ba con chắc phá thứ già luôn, kẹt rồi. Đã cho, chiến lợi phẩm của ba anh em Vinh cái nhà, hôm nay thì được ba con nha. Con này bèo bèo không phải 8-5g, 9-5g luôn hay. Nó chà bá luôn á cái nhà. Nó bự ghê với cái đầu nó hết hồn cái đầu luôn. Hai con kia thì nó không bự dữ. Hôm nay thì Vin không dám quay gần nữa nha cái nhà. Hôm bữa clip chuột trước anh em Vin nó bị vàng tiền rồi. Hôm nay không dám quay gần đâu. Để chờ. Rồi. Con ghê chưa. Ghê quá ghê. Thôi giờ ba anh em mình đi mần đi. Cái này anh em Vin mần lông nó hơi lâu cái nhà. Hôm nay anh Vin quyết định, ba anh em Vin quyết định sẽ ăn chuột nướng nha. Dạ. Ăn món chuột nướng nha. Rồi. Đi mần nó thôi. Mần đi. Rồi chút xíu anh em mình xử. Hai anh em mần đi, hai đi mua miếng gáo. Dạ. Xong rồi cả nhà ơi, công tích từ nãy may mò nãy giờ ba con chuột. Cái hay gì vậy? Đây ơi. Cầm con này con. Cái con chuột to nhất kìa cả nhà. Bé như con heo vậy đó. Bé heo của con đó. Bé heo hả? Bé heo của con. Đã chưa. Mà tính ra hai anh em có nhớ không? Mà hai lần rồi sao anh em mình không biết cái sao ta? Mà lần trước hai đàn chuột em nhớ cúng ba con không? Đúng rồi. Lần này hai anh em mình đặt chuột cúng ba con nữa. Lạ thiệt chứ. Cái này là giống như tổ đãi vậy. Con này là con ba anh em thưởng ba con ha. Có con nhìn được quá tội luôn. Cái gì? Mập mày rồi. Này là... anh em bên xe là chuột nướng nha. Cái này cân lên cái hơn một ký chắc. Hơn luôn. Ba đẹp. Thôi. Xử ra thôi. Lên thôi. Để cho nó khô đi cùng mình. Thôi gán chờ đi, mai mốt bụi sẻ kế bên hai trọng mốt lớn còn có sẻ ăn à. Dạ anh em bên đi hái ít sẻ nha cái nhà, vô muốn ướp thì hôm nay thì chuột cống nhum sẽ nướng ngũ vị. Hái ít rau vườn nữa. Cái nhà thấy vườn bà vườn của cô bé đẹp không cái nhà. Trái quá chừng luôn nè, thấy chưa. Nè, đã chưa. Vô mùa mưa là vậy cái nhà. Mình cho phân ở đây đủ á. Rồi mưa nữa nó tái nhiều lắm. Mà nó ngược lại không có giá hả béo. Dạ, giá này cũng còn được 70-80 vậy ha. À thôi. Vẫn còn giá. Còn giá hồi bữa trước 2,000+ luôn mà. Dạ, đúng rồi. 82-83. Đó. Thấy mấy cái nhỏ anh em luộc. Mướp của anh em pin nó ra được đợt thứ hai rồi nè cái nhà. Trái cô bé cầm mà luộc ăn ngon lắm á. Đúng rồi, trái này nè. Trái đó là tới nách luôn á. Không tới. Mướp bình đồng là mình có quyền ăn trái nhỏ đúng không? Đúng rồi. Cái nào ngon hơn cứ nhất. Nè. Thì tới đây hay bự rồi. Không có già, nó bự thôi chứ nó không có già. Tới nào mà nhắm luộc ăn á. Cần hé luôn. Luộc nó ăn ngon thì mình ấy. Tới này cũng được nè cô Minh. Tới này, tới này nè. Tới này nè con. Tới đó hơi nhỏ. Cái tới đó nhỏ là sướng luôn lắm luôn á. Ở con tái này nó cong cong mình dứt luôn đi. Tới đó luôn đi nè. Béo. Anh đâu hả? Nó trốn vào đây nữa nè. Rồi. Sao hắn nhanh vậy chứ. Rồi đây luộc đựng dễ rồi cô Minh ơi. Nè cái này coi dạng mới của mấy anh em bên nè. Nè ở ngoài đây nè. Canh bắt này chứ nè. Ôi dao găm này biết cái con gì mà nó phái nhất không. Con nó nói rồi. Dịch lộn. Hàng này hay tá. Hàng này y như ý của anh hai nó tên á. Con dịch con á nó phái ăn dao găm luôn cái nha. Dịch mà còn nằm tâm trứng á. Phải ăn gầm dữ lắm. Con dịch á. Con dịch lộn. Để không quá đẹp luôn. Con dịch lộn. Mấy con chuột anh em Bin để cho nó cao gáo này, chút ướt cho nó ngon. Con chuột con chuột này cũng thích ăn cao găm nữa. Ừ đúng rồi, đầu nướng là thích ăn cao găm mà. Cũng phải cho hấp dẫn nha, phải hôm cá làng nha ha. Trời ơi,
tôi thấy cái mâm tỏi ớt của hai, xả tỏi ớt của hai là biết cái sớm này bất ổn rồi đó. Mã thơm dĩa rau nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ thì Binh sẽ chuẩn bị cái tô gia vị để Binh ướp mấy con chuột nghe cả nhà. Ngũ vị hương, chuột nướng ngũ vị hương này phải có bịch ngũ vị hương người ta mới được. Thơm nước mũi. Thêm cái bịch này nữa thơm cho coi nữa hả? Xả ớt rồi còn thêm một bịch ngũ vị hương nữa. Được không? Dạ, cũng tốt. Cái thiệt chứ ha. Cái này cái nhà ban chuột này Binh ngắm là chừng nửa bịch thôi nha cả nhà. Đừng cho nhiều. Xả ớt cái tỏi thì Binh đã cho vô rồi. Nhiều quá ăn đắng không ha. Đúng rồi. Nhiều quá nó hay đắng. Nè, một khoảng một muỗng cà phê bột ngọt nha cả nhà. Cái cách của Binh ướp. Và cũng phải một muỗng cà phê lưng lưng đường. Ê. Rồi, chút xíu nữa hả? Chút xíu nữa không mắc cái hũ màu đều văng xuống rồi. Ăn gần gần một muỗng cà phê muối luôn nha cả nhà. Đây màu đều. Bỏ vô. Đi nó lên. Cho thêm tí dầu ăn nữa hay cho con chuột mình nó được có bị khô. Đó, nhìn thấy cái tô hay là hấp dẫn rồi đó. Thấy là thơm cái làng cải sớm rồi phải không? Cho mình ướp cho nó thấm vô cái nó ngon ha. Nướng. Cái này anh em Binh ướp xong hết trơn sẽ nó teo lên rồi hả đi nhúng lửa. Tại cái thời gian mình nhúng lửa cái nhà nó sẽ nước nồng. Chuột phơi khô ráo ngon lành. Ba em. Cho mình nằm xuống đây nha. Mình đi ăn massage cho ba đứa. Vô béo ơi, vô con chuột mày béo ơi. Như đây sẽ ớt rồi thấy tới luôn hen. Dạ. Cái gia vị nó nằm ở tông ấy, nó còn dính lại tội nó đã. Bên hồi nãy Binh cắt mấy phần đầu Binh bỏ cái đầu thì nướng nó hơi khó chín xíu á, với lại nó Binh chờ để nguyên cái đầu thì kìa, có mấy em cô mình sợ sợ nữa thôi Binh bỏ nó. Xong rồi này hay hấp dẫn rồi đó, phải hấp dẫn thôi, chưa nướng là đã nghe mùi thơm rồi Minh ơi. Có con sữa này thì bự quá. Ồ, trúng bánh rồi. Hơi để hẳn con luôn. Xé hả? Ngượng nhưng con xé. Nè em. Quá đẹp, quá đẹp. Con này bự nhất luôn nè. Rồi, dê lại xíu. Dê lại, đúng rồi. Dê lại chưa có hết ở trong này để gất tùm lum. Cái đùi. Cái đùi giống như đùi con hổ. Ồ, đúng như hẹn. Con này nó hơi... Mấy này. Từ. Con này nó hơi già. Nó to quá to rồi. Nó thơm quá trời thơm rồi. Cái này chắc hơi chứ có chảy nước miếng nữa quá. Cái này hay tém cái mà hết mấy cái giờ vậy nhét trong đây cho nó đã. Thì đúng rồi, nhét cho hết đi rồi cho nó thấm chứ. Đó, vô. Hãy tươi rồi đó. Tươi rồi. Chết tiêu của mình nữa hả? Chết nữa rồi chảy nước miếng nữa rồi. Mấy cô cười quá tài luôn. Này, rồi anh em Binh để cho thấm nha. Chủ yếu là phần bụng thôi, phần da nó ít thấm gì vậy lắm cái nha. Rồi để đi. Đèn tay bưng mâm quả thế. Đàn gái nhận quả. Xin lễ là ba con chuột. Cưới này kiểu này chắc nghi vế suốt đời luôn á. Giao cho con mấy tấm ướp luộc nha Minh. Okay. Con bắt biết ra con luộc mấy tấm ướp đi. Chú bà với chú Bình canh ba con chuột. Ba con chuột. Cho bà nó đứng xếp hàng thẳng luôn đi nha. Nhà có Bình muốn luyện á. Mấy cái gan này đã chưa. Dĩa dầu. Này lại được ăn món ngon của chuột nữa rồi. Dạ. Ủa dạ của Bình không đó dạ. Lâu lo luộc mướp với chú ơi. Thì chú gan thôi chú chảy nước miếng lùm nữa. Xấu luôn. Mình đĩa bị có tính xấu luôn rồi. Bị bóc phốt bó tòi luôn rồi. Cái gì vàng rất là đẹp luôn. Chả một hơi nó chín nó còn vàng đẹp nữa. Săn lại coi nhìn cái đồ nào vừa nấy như nó đồ con hỏi à. Tù tú rồi hả? Heo, con này con heo chứ ha. Heo hả con? Con heo. Trời ơi, hay hai ăn ba cái gan đó được rồi. Ba cái gan ha, không ba cái gan bao béo luôn. Quá ngon luôn á. Nằm nè. Cô Minh ăn mướp nướng không cô Minh? Dạ. Cô Minh ăn mướp nướng không?
ăn được không? Rồi thì nướng chín nè ăn thôi chứ gì đâu. Đó giờ chưa ăn món đó à? Mướp lựu với mướp nướng cũng giống nhau mà. À. Nhưng mà chắc nó đen xấu hơn. Ờ quá trời đẹp luôn cả nhà. Nó vàng hơn này cả nhà. Chóng mặt quá béo ơi. Chắc từ 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 nè, vàng tươi luôn cả nhà ơi. Hồ 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 đã ăn. Chắc có thể luôn á cả nhà. Rồi lật luôn cái bụng lên cho cả nhà xem luôn nè béo. Rồi cái gan. Cái gan này hơi chín, chắc cái gan này nó hơi khô nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gan khô. Gan nướng khô. Ừ. Cái phần đuôi hở dọn cho mà coi luôn mình. Thấy nó nổ da quá trời luôn nè. Mở cái da nó xì lên nữa không? Cái cục này rõ giòn. Giòn. Giòn ha. Giòn nó phồng như này nó tròn rồi con. Sạc sạp luôn. Quay luôn mấy ơi. Đó, tới cái bụng nè. Cái nhà thấy đẹp không? Nãy giờ con canh miếng gan cho chú Biên á. Sợ gớt không? Gớt gớt xuống cái con bóc lên con bỏ hồng dùm luôn phải không? Giận hết sức rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trời ơi nè, kéo với dễ làm sẵn rồi nè. Nè ơi. Của nè, ba đây, anh tở là hiêm cái nữa nè. Rồi, để nó xuống đi vô cắt nha của em ơi. Ok. Dọn vô ha, dọn vô ha. Dọn. Có mấy cái hộp lên nó dọn à? Ở rồi, đúng rồi. Ủa dọn, cơm nóng quá. Có chứ dọn. Mấy ăn dụng miếng là ngon rồi cái nhà. Trời thịt nè, nó trắng mẩy luôn. Cái con rất là trắng, chín đỏ rất là ngon, chín hồng trắng rất là ngon cái nha. Ba con heo. Nó mấy anh phải làm gì lâu mới vô nè. Thôi ăn cơm thôi cái nha. Anh em bị đói lắm rồi, nãy tính lấy con bi kìa nhưng mà chén và anh em pin chưa có gì trong bụng á. Nên thôi thưởng thức món ăn thôi cái nha. Ba con nha cái nha, người một con. Thôi mà ba con anh em ăn sao ăn. Để vậy luôn nha, chấm dứt luôn à, xé dứt luôn à. Múp luộc, múp nhà trồng luộc. Đây ba con chuột, một mớ rau gầm với một mớ rau thêm nha cả nhà. Một chén nước mắm. Rồi ba anh em Bin mời cả nhà ăn chuột nướng cùng ba anh em Bin nha. Bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Vô. Thôi. Xé đùi thôi. Xé đùi thôi. Ủa nè hai. Rồi xì khói luôn nè hai. Mới mà gọi bưng chén nước chấm vô chấm bớt. Con này hình như con nó bị kẹt này chú ha. Chén nước hả? Con nhỏ nhất hả? Chén nước nước. Để hai bắt thằng mình mới được. Bác khoảnh khắc luôn mình. Bác còn đi đáng nhớ. Tao thấy rồi. Ngon quá hả? Quá đẹp, quá ngon luôn cả nhà ơi. Con này chắc nó bị kẹt một đứa này quá à. Xé ra giùm chú Bin một bên đùi đi. Đây này cả nhà. Nhà nó chuẩn nghe không? Lụm miếng da chú ha, lụm miếng da. Trời nó giòn, nghe nó giòn luôn á cả nhà. Giết con. Trời ơi. Quá giòn, nghe giòn luôn cả nhà. Đây bên nè. Giòn hơn luôn. Tôi chấm của mình làm ngon quá. Nãy bớt thêm miếng nữa. Ăn đi để mới chảy nước miếng. Cái bên nhai cái nhà nghe cái tiếng mà da nó giòn không? Gạo luôn á. Chấm miếng này. Cắn mớp vô mới được. Em ăn gạo gầm thêm. Quá ngon cả nhà ơi. Chấm ăn còn ngon dữ ha. Cho vị nó thấm cái phần này mới đã hả. Nó ha. Trời ơi miếng đã tản da luôn, dứt luôn. Tới nách đi cô béo thiệt chứ. Bin ngồi Bin quay đó. Mà Bin còn ngồi đây ăn luôn á mà thấy cô béo ăn Bin còn thấy hèm nữa nha. Quá đã. Trời thêm miếng rau gầm vô cho nó lớn lớn bớt hả? Dạ. Mướp mà nước sôi luôn, cái nhà thấy luộc đẹp không? Nãy giờ của Bin luộc cũng lâu rồi cái nhà. Tét cái phần gia vị của anh hai. Ghen gì chứ Bin? Cô Minh mà cắn tới mướp béo cô cẩn thận né nha. Dạ, giang quá không? Xuống giọng. Thôi, đừng ăn xương nữa, ăn thịt đi. Xương nhai tới cho bà tử. Hai ướp mà để lâu lâu vậy nó thấm vô tới tòng luôn á hai. Tại sao cảm bởi vậy hồi luôn. Tại sao mà hai em kêu khang nhắm than tước đốt chờ khoảng 15 20 phút. Ngọt. Xong, thêm một cái đùi nữa nha.
Cái chuột cống này là cống nhum ăn, mới ăn chứ còn cống 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 gì? Cống ép. Cống cống ép, cống lan nữa, ăn không có ngon. Nhiều khi có mấy anh hiểu nhầm cái con chuột này hay làm sao á. Cứ nói ghê đồ này kia nọ, tờ ở giận gì đâu á. Mấy con này nó chỉ ăn khoai mì, ăn nó ăn khoai, ăn nó ăn trái cây thôi. Nó ăn trái cây, nó ăn khoai mì, khoai lang, và nó ăn ốc cái nhà. Tờ cái này ha, nó ăn, nó hái nhãn nó ăn như người ta luôn hả? Ừ. Nó bỏ hộp rồi nó lừa vỏ luôn á. Ngon quá, ngon quá. Còn nó cống chuột cống kia thôi cho em cũng không ăn nữa. Không phải, bãi con này để chú vô cống này kia đồ này kia cái nhà, còn chuột này thì nó ra số nó ở vườn mà. Chứ không phải là cần miên, đừng có nghe cái cống cái là cái nhà nghĩ là nó không ngon, nó xấu. Hồi sáng này các anh kia kìa, anh cho em hai con. Mà em nói em đâu có lấy. Nhưng hỏi cống gì, ông nói cống cống ở gần chuồng heo á, em đâu có lấy đâu. Ôi hồi 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 lắm. Tại con cống nó là loại chuột khác nữa. Đây nè cái nhà, đây là một miếng ba chỉ sườn. Đấy không? Ba chỉ sườn nha cái nhà, cho mày vô. Làm một cái cho nó tới bến nha, một cái đi, mình tính gì tính. Đẹp chưa, đẹp chưa? Cứ hiểu nhầm con chuột này với con chuột kia, buồn ghê. Này không có mà ăn luôn á. Làm miếng sườn đi hai tọ, của mình. Làm miếng sườn này đi. Chú bé, còn miếng sườn này nè chứ. Em cái đùi em chưa xong. Cái đùi hay to hả? Ừ. Rất là ngon cái nè. Chú Vinh, chú Vinh. Ghen. Từ 15 gram chứ. Rồi, con chấm cái bẹ sườn con để nguyên gì đó. Con chấm một mé bên sườn ba chỉ vô không? Ba chỉ sườn. Đây, em cũng dứt cái ba chỉ sườn nè. Nó béo mà xương nó giòn giòn, gia vị nó thấm nhiều nữa. Hai. Làm đi chú Kha. Bé mà ăn cục cơm á. Đúng là ăn chuột cái phần xương sườn là ngon nhất. Đúng đúng. Chuột nào cũng vậy. Mà cái phần đó thì lại dính gia vị nhiều nữa cái nha. Bên làm cái nữa cho nó tròn vẹn cái miếng ba chỉ sườn ấy. Tội con chuột bự công nhận cái da nó dày á, hay có bắt đầu có làm như có mỡ mỡ á. Ăn nó rất là mềm luôn. Đại lắm. Chuột cái chắc dài như tất cả luôn hết chú hả? Ngon. 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 Tuyệt vời. Dạ thông báo với cái nhà là Tài đang mua. Đâm găm. Đâm găm rồi cái nhà ơi. Chứ không lớn dữ. Ăn hết thì đớ chú hả? Ăn này đúng ngon. Và miếng ba chỉ sườn của bên chỉ còn được như đây. Không còn nữa. Mà cái nhà thấy mưa, mưa nó ướt bàn rồi nè. Ngồi luôn. Hay lớn học hơn chứ rồi hả chạy. Làm biết. Cái này bé biết sao, tại của nước muối này mình pha giống như nước mắm á. Dạ. Mướp luộc rồi chán nước mắm chua ngọt ăn cũng ngon lắm cái nhà. Ngon không? Cô mình đang hay ghét cái thịt chứ. Nó còn con thịt nè. Chạy mà. Chạy đâu chó. Chạy đâu cũng vô chén nè, vô miệng nè. Vô miệng coi quá. Rất tốt rồi. Ăn ngon. Sương. Mấy cái gia vị nè, nó thấm mà nó thơm. Dính nè. Này là hai ý. Ôi, dùng ôi, rồi, ôi. Rớt không? Mất cái văn. Đó, ôi cái này. Nói xung xuống. Có cái phần làm cắt nhỏ ra. Miếng làm hai nữa chưa bé. Xé luôn à. Đó. Dạ. Rồi. Cảm ơn bếp. Chấm nó vô. Tới nách này luôn. Con chuột nó tập bạ hay đó, ngực nó bự quá. Không hơi tải được. Ngực rồi nhưng mà thể hơi hoa. Con này là con cầm bầy hay gì nè, xa lưới. Con cầm xa bầy xa lưới. Cái này bên ướp gia vị hay đậm á, mà lớn lửa nhỏ cái nhà nên con chuột nó thấm gia vị rất là ngon luôn. Quá hấp dẫn. Chén cơm giống như giúp vui chương tình quá. Dạ. Nãy giờ ăn thịt chuột không? Chuột.
Nước chấm của mình á là không có mặn ở nhà, chấm gì 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 ăn nó mới sướng. Ngọt ngọt chua chua mặn nhẹ. Đây là phút búp à. Nó mà mất bụi rồi, không sao. Có bắt thì ướt miệng, ướt mặt chứ. Ừ. Nó ăn cái vỏ ngon quá. Muốn đâu phải để nguyên nghiệm được. Cái da chàng, cái con cục nướng thường thường mà ướp chả cái này, những ngày chỉ khó nướng lâu lâu, lửa nhỏ mà lâu á, nó khô lại han mấy cái con gì gì á. Cái da vậy nó dính á, ăn nó giòn giòn nó thơm dữ dằn lắm. Cái da chuột dễ xéo quá ha. Cái dễ xéo hơn thịt gà nữa. Chứ là cục thịt rồi, cục thịt nó quá tự đã luôn. Nhà còn đã không? À, ba khối còn ba khối luôn á, mà không biết nhà thấy không à. Đây, ba khối nóng hổi luôn. Chấm mày vô. Chú em cắn một cá nhìn thấy đã luôn. Miếng cho gặp người cho xuyên xuống. Cái cảm giác mà món ngon mà gặp đang đói bụng á. Ăn bà ăn phải nó ăn bất chấp luôn á nha. Cái giờ sáng giờ anh em mấy anh em quần quần cũng tới tưa luôn ha. Đi làm chuột hồi 9 giờ, ôi 8 giờ. Rồi về mần nướng rồi xong, hiện tại bây giờ là khoảng 1 rưỡi cái nha. Nói chứ nướng chuột này cũng lâu lắm, với mần cũng lâu lắm. Tại cái dạng mà mần lông á, nó hơi lâu. Nhắm rồi lột da cái nhanh hơn. Lột da 30 giây. Mà lột da thì nó mất ngon đi một xíu. Mất phần da giòn của nó. Ủa quá hả? Cạp rồi sạch ra. Em gái sạch. Cái đồ ăn cục nãy ngon, cục này chắc cái bớt ngon à. Đi vô. Không mất cái này gì vậy? Cũng già mất tiểu tên à. Vô bên quẹt đi rồi, vô bên. Bớt ngon rồi, bớt ngon rồi. Bóc cái gia vị này hả? Hồi nãy ngon 10 phần, giờ chắc còn 9 rưỡi à. Cái gì hết không? Lại chứ. 5 gram. Rồi đó. Nó với dùng mình á, bây giờ mình đặt vậy, mình bỏ 2-3 ngày nữa mình đặt có nữa ha. Học lớn rồi hả Vũ Hoàng? Cái sao hồi sáng này cái bờ sao á nó cắn quá trời luôn vậy mà nó không vô. Không có đó, hồi lúc trước anh em mình đi cắm câu cái nhà, có thấy có chú đặt rồi. Nhưng mà không biết là có dính hay không dính thôi, anh em mình lên cắm câu được có một con thôi. Lúc trước là đi thấy 7 cái chú luôn mà. Dạ. Cái chú con mè lắm á. Mà con đầu đèn chú bắt không được hả? Con đầu đèn để con. Con đầu đèn để con. Nói gì mấy cái nghề của mấy chú mà. Mấy cái bụi rậm đồ này kia, vườn cỏ đồ nhiều quay á là chú kiếm đi kiếm, chú nhìn vô chú biết liền. Mưa luôn rồi cả nhà. Có dưới vườn cỏ dưới mình nghe gần vườn ổi nè, quá đỉnh. Lúc nào cũng có thôi. Cái gò đất đó đó. Cái gò đất mà hồi lúc trước anh em bên thổi nước ở cái nhà bắt được 3-4 con rồi luôn đó. Dạ. Đây con hay con đặt gì đỉnh không? Cái nước đó, cái đó là cái gò đất cao rồi cái nước lên nó đào hang đó nó tổng á. Con nuôi chạm bá lửa. Chứ lại đó nó được ăn ổi nữa. Ăn ổi rồi nó. Ổi ấp. Rồi như cặp nó bật kinh nữa, ăn ấp đúng rồi. Cái con đầu tiên dính mà nó xếp nó thể ở nhà đó là mấy con đó đi giống như nó đi kiếm ốc á. Ốc đen á, nó đi theo cặp cặp kinh á. Con thấy ủa con hãy con nhớ nó còn nguyên con lòng mà sao còn nữa, còn cái nữa cái đít. Mấy là tối anh em pin mà đi xe bắt buổi tối rồi đi ngang qua đó chuột nó chạy qua chạy lại anh em pin thấy hoài ha.
tối mình chạy đó ngoài đường á, thấy nó đi hai ba con luôn, cặp 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 luôn. Vậy nó đi vô cái gạt kinh nó uống nước rồi đó, chứ vòng vòng nó đâu có ấy đâu. Đúng rồi. Cái loại chuột này đó là người ta có nuôi luôn ha. Có, em thấy từ Facebook đó là có nguyên hội nuôi tống dâm luôn á. Hồi lúc đó em hỏi đó, em hỏi bao nhiêu một con giống á, là anh chị trả lời 70-80 nghìn con á ha. Rồi con nhỏ á, nuôi là cũng như dạng cái con đó là ta thuần chủng rồi, nó không có còn cắn phá nữa. Là, nuôi là mình đúng rồi, nó chơi nó mát, đặt sao có đẻ được luôn. Người ta có cho ăn măng nó quá chứ à. Ừ, đúng rồi. Cái về rau củ quả rồi dù ốc ép rồi đó. Đúng rồi. Thì giống như cái anh em đi đang bán rắn vậy đó cả nhà. Rắn thì cũng mua lần đầu người ta nuôi được, cái ta đợi 1-2 năm sau nó lớn lên nó tự đẻ, nên cái con giống đầu tiên nó rất là đắt. Ở đó có em đi Kiên Giang một lần ha, lên tới đỉnh á, để con giống là 100 nghìn một con luôn á. Còn bây giờ thì Vin không biết nữa, nhưng mà hiện tại vòng vòng ở khu Vin á, người ta bán 50 nghìn một con, rồi số lượng nhiều thì 45 nghìn một con. Anh em Vin cũng hiện tại cũng đang có được 100 mấy con á, cũng đang kêu bán á cái nhà, cũng có được người chờ đặt 100 con rồi. Giờ còn 2-3 con đang mang bầu nữa. Em thấy còn mang bầu gì đâu mà bự hơn bắp tay em nè, bánh dài vậy nè. Mấy em cắn nái của anh em. Con đó là em nghĩ là nó tên 3 kg. Phải 3,5 kg ăn lên á. Quá thượng luôn mà. Giờ no quá à. Ngán rồi. Mình cứ bé sửa tiếp nha. Dạ. Đây là cái cấp bụi nữa đây. Hỏi vậy với 30. Nhiều lắm á. Hồi mà nghe em thấy là có 1 kg mấy thịt luôn á. Nhớ quên cho thử nha. Dạ. Dạy con bên quá cái luôn. Cái nó cái tí luôn á. Ừ, nếu mà chưa mặn á. Tính bóc cái da ăn thôi, chừa cái cục thịt lại cho con. Thì chắc gì có ra ngoài mưa đứng ngoài. Bính bính dạy. Bính dạy. Đồ cứng quá. Đồ cứng quá. Đồ hải con em nó hơi hơi à. Cứng quá. Có. Nó còn có da không à. Ăn cái phần thịt cốt lết ngọt ngọt. Chú Vinh dừng ở đây nha, hai anh em chia cái đôi cái đó luôn rồi. Mà thôi mấy anh em mình không luôn đi, thôi em mình xé giúp sao. Ngon quá. Nó không cho cả nhà chờ đợi lâu. Trời mưa rồi, cũng thế rồi. Dạ. Cái chợ anh em Vinh nó ồn nhất là tại sao biết không? Tại có nó bạc ở bên á, cái bạc mũ á, chứ là lá mình nó cũng không có lớn nữa cả nhà. Mấy cái đội trong nhà hay nhà ngói, nhà to nó thì không nói gì rồi. Nhưng nhà ngói này rồi chú cô á, để thì anh nó nhỏ, chứ là lá anh em Vinh nó cũng không có lớn nữa. Nó cái dẫu luôn không to, nó kêu quá kêu. Ức lên thề, ức lên của mình anh nhé. Nuôi bạc. Thôi, tại anh em đi, ta để cái nhà nha. Bye bye cả nhà.